You don't have to be alone again. Could I take you by the hand and never grow? Would I tell you that I love you? Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình và mình là TF. Thì hôm nay ấy, nhân dịp mà Liên Bình Thoại lại ra thêm một cái sự kiện mới, đó chính là sự kiện Lôi Đài Long Thần. Thì ok thôi, mình sẽ lại vào đây làm chuột bạch và thí nghiệm cho anh em xem là cái sự kiện Lôi Đài Long Thần này có xứng đáng để anh em hiến máu hay không nha. Ok, và hôm nay thì mình đang sử dụng cái tài khoản 2006 Quy Phát. Thì cái tài khoản này là thuộc sở hữu của bạn Quang Phát nha mọi người. Đây, đây là link Facebook của bạn ấy nha. Nếu như mà anh em nào mà muốn kết bạn giao lưu với cả bạn Quang Phát này thì có thể add friend nick Facebook của bạn ấy nhé. Ok, rồi. Còn giờ thì mình sẽ không linh tinh lan man mà vào với chuyên mục chính của ngày hôm nay luôn. Thì ở cái sự kiện Lôi Đài Long Thần ấy, nó sẽ cho ra 8 cái vật phẩm ở bên dưới nha anh em. Anh em nhớ nha. Và mỗi một lần anh em rút thì sẽ mất 30 RP, sẽ ra ngẫu nhiên một trong 8 cái vật phẩm này. Và nếu như ai mà may mắn mà rút ra được cái đá sấm sét này này thì nó sẽ mở ra một trong các cái vật phẩm ở trên lôi đài. Đây, trên lôi đài này nó sẽ bao gồm 5 vật phẩm nhá. Và cao nhất chính là cái skin hàng hiệu anh em ạ. Đó, đây thì là 5 viên thế giới này, túi thế giới này, hoặc là một trang phục huyền thoại nhá anh em. Thì ở trong cái phần ở trang phục hàng hiệu thì anh em lưu ý này. Trang phục hàng hiệu trong sự kiện thì bao gồm các trang phục hàng hiệu đã ra mắt nhưng mà lại trừ Ezreal đặc vụ siêu linh hàng hiệu này, Xét Cuồng Long Quyền hàng hiệu, Chua Đam Gia Xưa hàng hiệu và KDA Kai'Sa Ơn Ao hàng hiệu. Có nghĩa là những cái trang phục hàng hiệu này á là mới ra mắt, cho nên là anh em nào mà muốn sở hữu thì chơi sự kiện này sẽ không ra đâu, đúng chưa? Còn nếu như anh em nào mà full hết các trang phục hàng hiệu thì sẽ ra được 20 viên thế giới. Còn nếu như anh em nào mà sở hữu tất cả các trang phục từ 310 đến 396 ấy thì sẽ được hoàn lại là 7 bộ tuyệt phẩm nha. Ok, rồi. Còn giờ thì sẽ không linh tinh lan man nữa mà chơi luôn nhá. Đầu tiên mình sẽ chơi lẻ này. Rút một lần là 30, còn rút 8 lần thì là 220. Có nghĩa là rút 8 lần thì sẽ rẻ hơn đấy, mà chắc chắn là sẽ ra đá sấm sét nha. Rồi, bây giờ sẽ rút một lần này. Không hiện lại đi. Ok, ra món gì đây? Ui, 30 RP ra chìa khóa hashtag ạ. Cái gì vậy trời? Rút lần nữa xem nào. Ồ, đây. Được lần này được mảnh mẫu mắt kỳ bí anh em ơi. 30 RP thì có vẻ hơi ấy nhở. Và anh em nhớ nhá, các cái vật phẩm ở trong 8 cái phần lựa chọn này thì nó sẽ ra cái nào thì nó sẽ trừ cái đấy đi anh em nhá. Khi nào mà anh em mở hết toàn bộ cả 8 thì nó sẽ ra cái vòng mới. Còn nếu như anh em nó rút nhiều thì nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà thôi, mình cứ chơi lẻ trước đi. Xem ra gì đấy. Rương ấy tách à. Đấy nhở. Thế rút 5 lần luôn nhá anh em. Rút 5 lần chắc chắn là ra đá sấm sét này. Rồi, để xem nào. Ra luôn không? Đó, đá sấm sét nhưng mà ra túi thế giới anh em ơi. Và anh em lưu ý nhá, cái đá sấm sét này nó sẽ ra ở cái phần vật phẩm ở trong cái phần lôi đài ấy, nó sẽ ra không trùng nhau đấy nhá, hai lần liên tiếp sẽ không trùng nhau. Đó, cho nên là tính ra xem nào, 220 RP à? Ồ, tổng vào là mình mất 220 RP này. Được cái gì đây? Một túi thế giới này, viên thế giới này, 100 kỷ vật, biểu cảm rương, bảnh mẫu mắt. Cũng vẻ là cũng không lãi lắm nhở. Nhưng mà bây giờ đây, có tỷ lệ cao là tí nữa sẽ mở ra được cái trang phục hàng hiệu này thì ngon này. Bây giờ lại nâng cấp lên cái gì đấy, 260 rồi anh em ơi. Lần này đắt tiền hơn rồi này. Đắt tiền nhưng mà chơi đi. Cố lên. Biết đâu trang phục hàng hiệu. Ui, ra Aphelios ma sứ anh em ơi. 200 bao nhiêu, 260 RP. Được một trang phục này. Trang phục này hình như là 369 đúng không anh em. Xong lại được thêm viên này, kỷ vật này. Thì tính ra, nếu tính tổng ra thì vẫn lời nhá anh em. Rồi, nếu mà ra được trang phục hàng hiệu này thì thôi luôn nhá anh em. Chứ còn lần này đã tăng lên 300 rồi này. 4832. Ừ, thế thì anh em nên rút nhiều đi. Bởi vì rút lẻ thì nó không, chưa chắc nó ra được cái phần đá này đâu. Đây, lần này mình chơi lẻ nhá. Để xem bao giờ nó ra được cái viên đá. Cho anh em xem tỷ lệ nhá. Ờ, đây. Giờ ra viên thế giới rồi này. Phát nữa đi. Ồ, ra đá thế giới luôn. 5 viên thế giới. Thế này thì thôi, mình khuyên là anh em rút lẻ đi. Rút lẻ có khi là ra cái đá thế giới này thì lấy được luôn trang phục hàng hiệu này. Chứ bây giờ anh em mà rút tất cả nhá thì nó sẽ ra tất cả các vật phẩm này. Nhưng mà nếu mà tính tổng ra mấy cái vật phẩm này vào 340 RP thì cũng vẻ là hơi đắt nhỉ, đúng không? Thôi, rút lẻ đi anh em. Rút 8 lần thì nó sẽ giảm đi được một ít RP.
rồi thôi. Bút này đi anh em nhá. Đó, được phiên thế giới này, 45 RP cũng rẻ hơn là mua trong cửa hàng rồi. Đá luôn. Ôi, ngon luôn anh em ơi. 3 viên thế giới. Rồi, cái này thì anh em vào rút lẻ cho mình nhá. Lấy được cái viên đá này là đây, giờ sẽ được cái trang phục hàng hiệu này. Đá đi. Viên thế giới này. Rút phát nữa xem nào. Ui, ra bộ hashtag anh em ơi. Lần cuối này có vẻ khó rồi này. Đá. Không ra đá anh em ơi. Ra bộ tuyệt phẩm này. Phát nữa xem nào. Cái gì đấy? Viên thế giới. Ui, còn có 1, 2, 3, 4 món thôi anh em ơi. Cố lên nào. Lần này phải ra nhá. Đúng là lần cuối hình như là cố tình Garena, cố tình rồi anh em ơi. Chôn người rồi. Còn 3 phát mà không ra này. Liệu là ra luôn không? Phát cuối đúng thật là chơi này chơi xấu rồi. Có khi là bây giờ ra rương này, chưa chắc ra đá đâu anh em ạ. 50-50 này. Đá luôn chứ. Bó tay anh em ơi. Gì vậy? Thôi, lần này phát cuối cho anh em. Phát này chắc chắn là sẽ ra trang phục hàng hiệu này. Để xem nào. Ra trang phục gì đấy? Đá này. Rồi, Timo Phong Linh tiểu quái hàng hiệu anh em ơi. Không biết là bạn này có thích chơi Timo không. Vậy để xem nào. Tính tổng ra là 1, 2, 3, 4, 5 lần. 5 lần cái đá sấm sét này anh em sẽ chắc chắn là sẽ ra được một trang phục hàng hiệu nhá. Nhưng mà sau lần cái gì? Giờ lại thành 20 nhỉ? À, đây là chắc bạn full những cái trang phục hàng hiệu kia rồi. Đó, còn những cái trang phục đây này. Cái những trang phục hàng hiệu như là con Ezreal đặc vụ siêu linh này, Seth này, Churam Yasuo hàng hiệu hoặc là KDA Kai'Sa hàng hiệu là sẽ không có nha anh em. Đó. Cho nên là những cái trang phục cũ thì nó sẽ đổi lại thành 20 cái viên thế giới này. Ờ, vậy là hiểu rồi. Ồ, vậy tính tổng ra là mất khoảng có những khoảng 1000 RP anh em ạ. Nếu mà anh em mà chơi lẻ mà chơi mà lãi à nhầm mà hên ấy thì có khi chỉ mất khoảng 4-500 RP là anh em được một trang phục hàng hiệu lại còn được thêm xem nào. Lịch sử đâu? Tính ra được thêm bao nhiêu kỷ vật liền? 5-600 kỷ vật. Xong lại được viên thế giới này, túi thế giới. Thế này là ngon đấy chứ anh em. Quá là rẻ, rẻ hơn là đợt chơi cái sự kiện để lấy cái skin phong linh tiểu quái hàng hiệu anh em ơi. Ôi, ok. Và để xem nào. Tiếp theo nữa thì mình sẽ vào với cái rương hàng hiếm đi. Nghe nói là có cái rương hàng hiếm mới. Ui, nhưng mà lại hết hàng rồi anh em ơi. Còn 2 ngày nữa mới hết hạn. Nhưng mà giới hạn toàn server 30.000 rương mua hết rồi anh em. Tiếp theo nhỉ. Nếu mà vào sớm thì có phải là mở được cho bạn ấy rồi không? Rồi, thôi. Thế bây giờ mình sẽ vào trong kho báu vật của bạn ấy nha. Đây, anh em thấy gì chưa? Được 14 viên chung kết thế giới này. Cộng thêm một túi 10 năm và 335 kỷ vật chung kết thế giới anh em ơi. Rồi, lại còn thêm cả rương, cái chìa, các thứ nữa này. Tính ra là hôm nay mình mất khoảng bao nhiêu? Khoảng 1.100 RP thôi anh em ơi. Lại còn được thêm một trang phục Timo Phong Linh tiểu quái hàng hiệu. Tính ra là lời đấy anh em ạ. Rồi, bây giờ trước tiên thì mình sẽ mở lẻ cái viên chung kết thế giới này trước nha anh em. Để xem nào, liệu là viên lẻ này ra gì đấy. Ui, Big Fortune giả lập anh em ơi. Quá là ngon. Rồi, phát đầu tiên thế này mở máng này là quá tuyệt vời rồi anh em ơi. Mình sẽ mở hết 3 viên lẻ, sau đó thì mình sẽ mở 10 viên luôn nha anh em. Để xem nào, viên thứ hai thì ra gì đấy. Master Yi kiếm sĩ vũ trụ, con này cũng được luôn anh em ạ. Con này hình như là 250 đúng không? Đẹp quá còn gì nữa. Và nghe nói thì hình như nick bạn này cũng chưa full skin nữa anh em. Hình như cũng chỉ có 200-300 skin thôi. Đó. Để xem nào. Bạn này ra gì đấy. Ôi, Hecarim kỵ sĩ máu anh em ơi. Con này thì hơi cùi nhở. Ok. Nào phát cuối đi rồi mở 10 nhá anh em. Liệu là ra trang phục tối thượng không. Siêu phẩm Zinix anh em ơi. Trang phục này rất là ngon nha. 369 đúng không anh em. Quá ngon, quá ngon. Rồi, vậy tính ra từ nãy bây giờ mở được trang phục truyền thuyết rồi nhá anh em. Được thực sự. Ok, bây giờ sẽ mở 10 nha. Liệu là mở 10 ra thêm túi không đây. Được 11 món anh em ơi. Cái này tỷ lệ cao khi ra thêm đá quý rồi này. Và đầu tiên là Annie gấu trúc này, Ari bóng đêm này, Timo yêu tinh giáng sinh chứ. Ừ thì Giáng sinh thật nhưng mà con Timo Phong Linh tiểu quái hàng hiệu vừa mới lấy xong. Thì con Timo cắt đầu moai này thì ai thèm chứ, đúng không? Ok. Đó.
Xét hội tử thần này anh em ơi, quá ngon nha. Và Amunumu Pharaon nè, con này thì hơi cùi. Sako hắc tinh luôn ạ. Ui, lần này mở hết đấy nhở, toàn ra trang phục truyền thuyết thôi anh em ơi. Ok, tiếp theo nào. Xin giao triệu tử long này cũng đẹp luôn. Oriana tuyệt bể bơi này. Ừ, cũng được. Và Ezreal tiền đạo anh em ạ. Không biết là con cuối ra gì đấy. Sen hoàng kim giáp. Meta Sen đi rừng của SOFM bây giờ khi là max Sen đi rừng được đấy anh em ơi. Rồi, tiếp theo. Ồ, vẫn là đá quý anh em ơi. Chuẩn luôn. Đá quý nha. Ok, tiếp theo mình sẽ mở ra cái túi 10 năm nha. Thì cái túi 10 năm này sẽ mở ra được hai mảnh trang phục nhà vô địch này, IG SKT này, và một mảnh trang phục quán quân, và ba mảnh trang phục ngẫu nhiên. Ô, cái này thì tổng ra là được 3 này, 6 trang phục anh em ơi. Cái túi này quá ngon luôn này. Và tỷ lệ cao là còn ra được cả trang phục đá quý nữa cơ. Ôi, tuyệt vời. Để xem nào. Túi 10 năm chung kết thế giới ra gì đây. Rồi, 6 món nha. Kha'Zix máy móc này. Siêu phẩm Echo anh em ơi. Quá ngon, lại được thêm một cái trang phục truyền thuyết nữa. Tuyệt vời luôn. Tiếp theo, Samsung White Wit này, trang phục đội tuyển này. Và Samsung Galaxy Javan anh em ạ. Vậy là được hai trang phục đội tuyển rồi nhá anh em. Ok. Tiếp theo là Nasus hiệp sĩ đen. Đen thực sự. Con này chắc chỉ dành cho thầy giáo ba thôi anh em ơi. Rồi, phát cuối thì ra gì? Revenge quán quân 2016 anh em ơi. Quá ngon nha. Mặc dù là trang phục này thì không hiếm bằng con Revenge quán quân 2012, nhưng mà trang phục này lâu lắm rồi không mở bán đúng không anh em? Chung kết thế giới năm nay cũng không thấy mở bán. Ồ, thế mà ngon chứ đấy. Ok, thêm vào kho báu vật nha. Rồi, ở đây thì mình còn thấy còn bạn ấy còn mấy cái rương tuyệt phẩm lẻ này, mở nốt nha. Hai rương lẻ này. Lại ra thêm rương nữa này anh em ơi. Rồi, Gna ngày tuyết rơi này cũng được này. Chìa khóa stack này. Và ui, tìm cái này hả chứ. Tìm cái chìa vàng à. Trời ơi. Ok, được thêm một cái rương nữa thì mở nốt chứ còn gì nữa. Xin giao triệu tử long. Vừa lại mới ra xong, giờ lại ra tiếp hai con à. Ồ, cũng được. Thôi, còn rương hay stack thì mở luôn nha anh em. Bốn rương này. Lại ra thêm rương nữa. Ngày gì vậy trời. Rengar này. Brahm này. Timo phi hành gia này. Chân đồ truyền thống này. Và chìa khóa stack anh em ạ. Vẫn ra thêm rương chứ. Đó, rương cuối cùng ra Midfortune vệ binh pyjama. Hôm nay công nhận là mở rương của bạn này hên thực sự anh em ạ. Rồi, tiện đây còn hai mảnh mẫu mắt thì mở luôn nha anh em. Mắt ma cây này. Và mẫu mắt polo ba cà rồng. Ui, mẫu mắt này rất đẹp đấy anh em ơi. Mẫu mắt này là mở bán vào dịp Halloween năm ngoái này. Ok. Tướng ngẫu nhiên à. Điện thì mở luôn. Biểu cảm thì ra cái gì đấy. Ôi, cười ra nước mắt anh em ơi. Cái gì vậy? Để cười ra nước mắt anh em. Giỏi thì bắt đi. Tâm ra biểu cảm gì đấy cái nhỏ. Rồi phát cuối đi. Gì đấy? Thần khuyển cảnh giới. Cái này thì đúng là thầy giáo ba thích lắm đây anh em ơi. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ check phần đá quý của bạn ấy nha. Xem nào. Thì ở trang phục đá quý thì bạn cũng đã sở hữu con Alista công nghệ này, Cosmo công nghệ này. Và để xem nào. Ờ, vậy là được có hai con thôi nhá anh em. Bây giờ bạn mới được có hai viên đá quý thôi. Nói chung tích thì còn lâu lắm. Điểm hàng hiệu thì sao? Điểm hàng hiệu thì đây. Bạn ấy đã sở hữu được con Chua Dam Senna hàng hiệu này, Zoe Mark Pháp Sư hàng hiệu này. Và bạn còn thiếu Chua Dam Yasuo hàng hiệu, nhưng mà cái trang phục này lại không có trong sự kiện kia. Ồ, thế mới phí chứ nhở. Dài ra tiên hắc ám này thì mở được nhá anh em. Cho nên là những ai mà thích những cái trang phục hàng hiệu của năm ngoái ấy, thì chơi cái sự kiện mới ra này là hợp lý. Còn những cái trang phục hàng hiệu mà mới ra gần đây thì nó chưa có đâu nhá anh em. Ok. Tiếp theo là xem nào. Kỷ vật chung kết thế giới thì đây, bạn ấy vẫn chưa lấy được hai con này anh em ơi. Bởi kỷ vật bạn mới có 335 thôi à. Cũng hơi ít anh em nhỉ. Rồi, để xem nào. Bây giờ sẽ đến với cái chuyên mục ghép trang phục đi. Mà tướng bạn ấy sở hữu nhiều thế nhỉ. Mày không phân tách đi. Phân tách lấy tinh hoa lam chứ. Rồi, trang phục đây rất là nhiều luôn. Nhưng mà sao lại đã sở hữu anh em ơi.
Vậy thì những con giá tiền cao và đã sở hữu thì mình sẽ phân tách nha. Chứ ghét thì uổng lắm. Phân tách mà lấy tinh hoa cam để cho bạn nên lấy con khác. Ui, con này cũng có luôn rồi này. Con này có thể kích hoạt này. Chua đam Yasuo có luôn anh em ơi. Cái bạn này có khi lại biết Yasuo ấy nhở. Ừ. Xem nào. Con nào đã sở hữu nhưng mà cùi thì mình sẽ để ghép đi. Ok. Con này thì phân tách được này. Echo con này giá cao thì mình sẽ phân tách nha. Còn con cùi mình sẽ ghép. Đó. Con này phân tách được này. Ok. Rồi, bây giờ sẽ ghép nha anh em. Đầu tiên sẽ là con Ari này. Con này này. Enny 180 à? Con này đi. 120 thì cho đi luôn chứ còn gì nữa. Ui, vu lận. Volley bia bắc cực anh em ơi. Con này nhìn giao diện giờ này trông đẹp thế nhở. Ừ, từ lúc rework bây giờ mình chưa mở ra trang phục Volley bia nào anh em ơi. Nói chung là cũng được. Ba con cùi ra con đấy thì cũng được. Đây, Nasus hiệp sĩ đen này, Hecarim này và Kha'Zix máy móc nha anh em. Ba con này ghép luôn này. Đó, IG Irelia. Con này được này anh em ơi. Trang phục này rất là đẹp nha. Rồi, ok. Ở đây xin giao triệu tủ long thì chắc là mình sẽ nâng cấp một con này đi. Còn một con có khi là để ghép nhỉ. Đó. Con siêu phẩm Jin X thì chắc chắn phải nâng cấp rồi. Không nâng cấp hơi phí. Rồi, theo xem nào. Big Fortune là 251 à. 251 thì không đủ anh em ơi. Con này 330 này. Thôi, thế này thì ghép đi. Đổi đi. Xem nào. Con này 150 này. Tì vô cắt đồ ngoài. Cho đi luôn anh em ơi. Blank thủy thú chứ. Ra con này thì hơi cùi nhở. Đã sở hữu rồi này. Đã sở hữu thì phân tách đi. Đó, 280 mấy rồi. Lấy thêm con Mid Fortune giả lập nhá anh em. Nâng cấp cho bạn ấy con này đi. Ok. Đó. Rồi. Còn trang phục này 330 mấy con này phân tách thì mình sợ không đủ ấy anh em ạ. Ồ, không đủ. Cho nên có gì mình sẽ để cho bạn ấy ghép sau nhá anh em. Còn hôm nay thì chỉ thế thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ check phần bộ sưu tập của bạn ấy nha. Để xem nào. Vậy là hôm nay với 1100 RP thì mình đã lấy được cho bạn ấy bao nhiêu trang phục đây. Wow, anh em thấy gì chưa? Đây, ngày hôm nay nhá, mùng 6 tháng 11 này. Đó, là mình lấy được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái trang phục cho bạn ấy. Mà mất chỉ có 1100 RP nha. Chưa kể là trong cái phần kho báu vật hashtag vẫn còn mấy cái trang phục nữa cơ. Có con Timo phong linh tiểu quái hàng hiệu này. Cộng với cả hai cái trang phục huyền thoại này. Cái này quá ngon còn gì nữa anh em. Và bạn này, nick bạn này cũng có cả KDA Earn Out Seraphim nha. Mới mở khóa một dạng thôi. Và đây, hai trang phục KDA luôn này. Nick này bạn ấy cũng được thực sự nha. 3-4 này. Và nâng tổng số lên cho bạn này là 356 trang phục nha. Để xem nào. Mình sẽ hiện chưa sở hữu đi. Thì bạn ấy vẫn còn thiếu 3 con nữa thôi nha anh em ơi. Tối thượng còn thiếu 3 nữa này. Thần thoại thì 10/57. Ồ, nick này của bạn ấy thì có vẻ là hơi ít trang phục thần thoại anh em ạ. Đa phần là những trang phục hàng hiệu là bạn ấy có hơi ít. Đó. Huyền thoại thì 88/205. Và những cái trang phục ở trong nick bạn ấy mình thấy là toàn là trang phục xịn thôi. Toàn trang phục đẹp thôi anh em ạ. Đó. Đấy, siêu phẩm này. Gần như là full siêu phẩm anh em ơi. Được thế nhở. Chua đam dê Sa chua này. Tuyệt vời anh em ơi. Nick bạn này quá ngon. Và những trang phục bạn còn thiếu thì chắc chắn rồi. Ở bên dưới này rất là nhiều luôn. Ok. Tiếp theo sẽ phần biểu cảm đi. Thì biểu cảm đây. Hôm nay lấy được cho bạn thêm 3 cái biểu cảm. Và nâng tổng số lên là 138 nha. 138/146. Nói chung như này là mình thấy nó cũng khá là nhiều. Rồi. Tiếp theo sẽ là biểu tượng nhá. Biểu tượng thì đây. Đó. Ở đây nhân tiện thì thông báo luôn cho anh em. Không biết là anh em đã nhận được cái biểu tượng Poro dự đoán này chưa anh em? Đó, bạn này nhận được 3 cái rồi nha. Thì cái sự kiện dự đoán chung kết thế giới, đây này. Sự kiện dự đoán chung kết thế giới. Những anh em nào mà đã tham gia và dự đoán toàn bộ những cái trận đấu thì là anh em sẽ có thể nhận được 4 cái biểu tượng nha anh em. Đó, thì như bạn này là nhận được 3 cái biểu tượng. Đây là 3, còn thiếu một cái nữa nha anh em. Một cái màu vàng nữa. Thì anh em nào mà chưa nhận thưởng thì nhớ nhá, vào trong game thì là bên Ganana sẽ họ sẽ tự động trao. Đó, quá là đẹp luôn đúng không anh em? Đây,
tổng cộng là 231 cái biểu tượng này. Nick bạn này cũng khá là nhiều những cái biểu tượng đẹp đấy anh em nhỉ. Vậy để xem nào. Thì đây, vậy là nick bạn đã chơi từ năm 2015 nhá anh em. 2015 đã mua này. Đó. Và mẫu mắt thì sao đây? Mẫu mắt thì bạn ấy có 43 mẫu mắt anh em ạ. Đây, 43 mẫu mắt và có hai cái mẫu mắt thần thoại này, sử thi hai cái này và hiếm là 14 cái nha anh em. Nói chung là những này mình nghĩ là cũng đủ dùng, không nhiều mà không ít. Rồi, tiếp theo là đa sắc đi. Thì đây, đa sắc của bạn ấy có 53 cái đa sắc nha anh em. Và có 12 cái đa sắc hiếm này. Còn lại là những cái đa sắc bình thường anh em ạ. Có vẻ như bạn này cũng không phải là một dân sưu tập đa sắc. Rồi, bây giờ mình sẽ check phần hồ sơ của bạn nha, để xem nào. Thì hồ sơ hiện tại bạn đang là cấp độ 400 nha anh em. Đơn đôi thì bạch kim 3 này, 5 năm thì là vàng 4 này, và xếp hạng một trước là bạch kim 4 anh em ạ. Vinh danh thì vinh danh cấp 3. Điểm thông thạo thì đây, Medley Sin 400.000 điểm thông thạo này, Yasuo 300.000 và Gray là 130.000 nha anh em. Đó, cũng khá là ổn áp chứ anh em. Rồi, tiếp theo mình sẽ check phần linh thú của bạn đi, để xem nào. Cũng là linh thú của bạn ấy thì có nhiều không đây? Để xem nào, linh thú đi. Hiện chưa sở hữu này. Thì linh thú có vẻ là linh bạn này cũng khá ít anh em ạ. Nhưng được cái là cũng có hai cái hồn ma đại vinh quang với ở vinh quang. Đó, nghĩa là bạn này có vẻ là không chơi đấu trường chân lý mấy anh em ơi. Phần trận đấu thì cũng khá ít. Trưởng lực thì sao? Ồ, trưởng lực thì mới có một nửa thôi anh em ạ. Nói chung là bạn này có vẻ là không phải là một người chơi đấu trường chân lý. Bạn ấy cũng không có rank anh em ơi. Ok, và chắc có lẽ là cái video này cũng khá dài mọi người. Thì mình rất là mong anh em sẽ ủng hộ mình bằng cách đó chính là like, subscribe kênh YouTube và đừng quên là ấn vào cái chuông để luôn luôn nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới nhé. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau nhé. Bye bye mọi người.